Xin kính chào quý vị và anh chị đến với kênh YouTube chính thức của em. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi là đã đến Tết Dương lịch rồi. Và cũng không lâu nữa thôi là Tết Nguyên đán đã cận kề. Và quý vị anh chị đã có những cái mẫu xe để dành cho mình đi chơi Tết chưa ạ? Và hôm nay em xin giới thiệu toàn bộ những cái mẫu xe đang có sẵn tại cửa hàng. Và tất nhiên là vẫn còn những cái mẫu xe đang spa và bảo dưỡng để trước khi về với showroom. Hôm nay sẽ là một video review toàn bộ những cái chiếc xe đang có sẵn. Xin giới thiệu với quý anh chị chiếc xe đầu tiên. Mẫu xe này em vừa mới lên sóng thôi. Đó là chiếc Lexus RX 300 sản xuất năm 2020. Với cái số đô chỉ là hơn 2 vạn km thôi. Cực kỳ mới, hiện tại em đang chào bán mức giá cho một chiếc xe Lexus này là trên 2,7 tỷ đồng quý vị anh chị nhé. Tiếp đến, quý anh chị cần một mẫu xe thể thao năng động hiện đại thì có thể tìm đến chiếc C300 AMG sản xuất năm 2019 này. Ngoại thất màu trắng, nội thất màu nâu da bò cực kỳ đẹp. Odo chỉ có 5,8 vạn km thôi, cực kỳ mới nhá. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là chưa đến 1,2 tỷ đồng thôi. Một mức giá có thể coi là cực kỳ hợp lý. Tiếp theo lại là một chiếc Lexus nữa, RX 350 sản xuất năm 2013. Nội và ngoại thất đều là màu đen. Chiếc xe này còn rất là cứng nhá, chạy 86 vạn km. Và với cái sự bền bỉ và lành của nó là rất nổi tiếng rồi. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá chưa tới 1,3 tỷ đồng đâu. Một mức chiếc xe cực kỳ lành. Tiếp đến mời quý anh chị vào showroom để tham quan những mẫu xe tiếp theo. Và đây, thưa với quý anh chị, đây là chiếc Mucheon. Chiếc Mucheon duy nhất ở thời điểm hiện tại em đang có sẵn. Chiếc Lexus IS250C. Hiện tại em đang chào bán mức giá chỉ loanh quanh khoảng hơn 900 triệu thôi. Một mức giá cực kỳ hợp lý cho một chiếc xe Mucheon có thể đi chơi này, làm những cái công tác liên quan đến đám cưới họ cho những cái ngày này thì cực kỳ là hợp lý rồi. Tiếp đến là chiếc C200 Exclusive. Chiếc này thì xin phép là em tạm thời nhận cọc, nên là em cũng nói rất nhiều video rồi, nhưng mà tạm thời em sẽ dừng nói về chiếc xe này nhá, vì đang nhận cọc sẵn rồi. Tiếp đến là chiếc Porsche, một chiếc xe vô cùng thể thao. Porsche Macan sản xuất năm 2016. Hiện tại em đang chào bán mức giá chỉ đâu đó khoảng trên 1,6 tỷ đồng thôi. Có thể coi là cực kỳ hợp lý cho một mẫu xe mà nó có thể coi là mẫu xe đàn anh của những chiếc Porsche, BMW hay Mercedes-Benz, một chiếc xe ở phân khúc cao hơn. Một siêu phẩm mà em đã nói rất nhiều rồi, Land Rover, Range Rover Velar sản xuất năm 2018. Chiếc xe này chạy có 3 vạn km thôi, cực kỳ mới, siêu mới luôn, với khối động cơ 2.0. Phiên bản này là phiên bản Aerodynamic nhá, phiên bản cao cấp nhất của dòng máy 2.0 rồi. Hiện tại em đang chào bán chiếc xe này với mức giá đâu đó khoảng 3 tỷ đồng thôi. Một chiếc xe mà cách đây khoảng vài ngày thôi em vừa mới lên sóng, Audi Q5 sản xuất năm 2015, một chủ tướng mới, biển thành phố, chạy 6 vạn mai. Hiện tại thì em nó cũng đã nhận cọc rồi. Mức giá hơn 600 triệu đồng cho một chiếc xe crossover hạng sang cỡ nhỏ, có thể coi là một mức giá cực kỳ hợp lý. Tiếp đến là quý anh chị cần những cái mẫu xe mà nó thực sự thể thao và đem lại cảm giác lái phấn khích nhất, thì hiện tại em đang có hai chiếc BMW ở đây. Đầu tiên là chiếc BMW 420i, chiếc xe hai cửa và có rất nhiều những option. Cái phiên bản này là phiên bản kỷ niệm nhá, nên là phiên bản sport, rất nhiều những option này, và chủ nhân cũ cũng đã lên cho chiếc xe này rất nhiều những cái đồ như hệ thống giảm xóc này, hay là màn hình thế hệ mới này, và rất nhiều những tính năng khác. Chiếc xe này cực kỳ đẹp luôn, em đã lên sóng cho quý vị anh chị rồi. Tiếp theo là chiếc BMW 328 GT. Chiếc xe này em chưa lên sóng, nhưng 1 đến 2 hôm nữa thôi em sẽ lên sóng cụ thể video cho chiếc xe này. Với cái công suất lên đến hơn 245 mã lực, nó đem lại cảm giác cực kỳ là phấn khích. Ai đã từng trải nghiệm cái dòng BMW 328 này rồi thì có thể comment dưới với phần video của em nhé. Cái trải nghiệm cực kỳ thú vị. Và chiếc xe này cũng lên cực kỳ nhiều đồ này, body kit này, phần bên nội ngoại thất đều có lên thêm cái option nhé, quý vị chị nhé. Tiếp đến là chiếc Range Rover Evoque. Chiếc xe này còn cực kỳ đẹp nhé, thưa quý anh chị, chiếc xe này cực kỳ đẹp luôn. Ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen. Hiện tại em đang chào bán chiếc xe mức giá chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 1 tỷ 3 thôi, hơn 1 tỷ 3 một chút thôi. Một mức giá cực kỳ hợp lý cho một chiếc Land Rover Evoque sản xuất năm 2017. Và một siêu phẩm mà em vừa mới cập bến thôi và cũng mới spa về. Thưa với quý anh chị, chiếc C300 AMG sản xuất năm 2022, form mới rồi, all new toàn bộ nhá. Chiếc xe này hiện tại với cái số đô chỉ 2 vạn km thôi. Em đang chào bán mức giá là trên 1,8 tỷ đồng cho một cái chiếc xe mà nó có quá nhiều những điểm thay đổi. Hệ thống đèn cũng không phải Panting Beam đâu, đó là hệ thống đèn Digital Light. Và thêm nữa, một chiếc xe thuần thể thao mà nó có cái kiểu dáng coupe. Đó,
Quý vị chị đã nhận ra chiếc xe này chưa? Đó là chiếc BMW X4 sản xuất năm 2021 với cái số odo chỉ có 1 vạn km thôi, cực kỳ mới, cực kỳ lướt. Em đang chào bán chiếc xe này, một chiếc xe cực kỳ đậm chất ăn chơi với mức giá đâu đó khoảng trên 2,2 tỷ đồng thôi. Và quý anh chị, mời quý anh chị tham quan một số mẫu xe mà có thể coi là giá hợp vừa tiền nhất ở thời điểm hiện tại mà em đang có. Chiếc xe tiếp theo đó là chiếc Mercedes-Benz E200 phiên bản Edition. Phiên bản này là phiên bản nâng cấp của chiếc E200 thường nhá. Nó sẽ thể thao hơn và nhiều option hơn. Đó, em đang chào bán chiếc xe này với mức giá khoảng trên 600 triệu đồng thôi. Tiếp đến là chiếc E200 sản xuất năm 2017. Chiếc xe này thì tạm thời em nhận cọc rồi. Em cũng đã lên sóng video cho chiếc xe này rồi. Và mức giá hợp lý nhất cho quý vị chị đó là chiếc Lexus ES250. Chiếc xe này cực kỳ mới nhá. Tuy là sản xuất năm 2007 thôi nhưng mà mới có 8 vạn mai thôi. Em đang chào bán mức giá chỉ trên 400 triệu đồng thôi. Một chiếc xe đi tất cũng rất hợp lý, cực kỳ lành. Và tất nhiên em còn vẫn còn rất nhiều những mẫu xe khác như GLC 300, Formatic sản xuất năm 2018. Hiện tại em đang chào bán mức giá chỉ trên 1,2 tỷ đồng thôi. Hay còn rất nhiều những mẫu xe khác đang được spa và bảo dưỡng. Quý vị anh chị quan tâm đến mẫu xe nào có thể inbox trực tiếp cho em. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video.